À, lớp của anh à, người bên xa bên đó nói là kiểu không thấy á. Ok. À, có gì thì không biết anh nghĩ thì nên record tôi cho máy vi tính tốt hơn. Ok, chào tụi em, có gì mấy bạn khác chung sau thì anh Mạnh bây giờ thì anh sẽ dạy tụi em chơi dạy lớp này cho đến lúc đi thi luôn. Nói chung là bốn phần đại số hình học số học mỗi tổ hợp nó khá là nhiều chủ đề nên anh sẽ lựa một số chủ đề mà anh nghĩ là cần thiết. Nhưng mà kiểu là cũng cần tụi em ngoài ngoài anh chỉ mấy phần này thì tụi em cũng nên tìm hiểu những cái bài khác, ví dụ như giải đề với VO mà kiểu Trung tổ chức gửi á, anh thấy giải cái đó cũng ok. Rồi có gì nếu mà giải xong mà còn cần cần thêm bài thì có thể hỏi anh hoặc hỏi Trung, tụi anh đưa thêm cho. Hàng tuần này thì mình học sẽ là dãy số về bất định thức thôi. Không biết có thể tùy em nhưng mà hồi đó anh học thì anh thấy là bất định thức. Bất định thức mấy đứa cùng lứa với anh tụi nó rất là rành. Anh thì không rành bất định thức lắm. Nhưng mà tụi nó rất là rành nên kiểu là hiểu được cái phần đó càng càng nhiều càng càng tốt. Còn phần chỉ số thì em nghĩ khả năng rất là cao là sẽ ra, nên các cần biết cũng quan trọng. Vấn đề chỗ là chỉ số thì nó có nhiều phần nên của mình cũng cần nhiều kỹ thuật, nhưng mà cái kỹ thuật quan trọng nhất luôn luôn thấy là cần phải là chứng minh vậy có giới hạn và tìm giới hạn vậy đó. Cái đó thường thường sẽ xuất hiện, thì cái đó thì học toán thường tụi em cũng biết rồi, nhưng mà kiểu là để nên cái phần đó kiểu là phần dễ nên kiểu là nên nên là khi nào gặp bài đó là đều làm được, chứ không thì nó sẽ rất là bất lợi. Thì anh thấy là cái phần giải thích mà Trung đưa cố gắng giải giải được hết những cái bài đó là ok, anh nghĩ là vậy là ok rồi. Anh nghĩ là phần lớn tụi em chắc cũng chưa bắt đầu làm mấy cái bài mà anh đưa đâu đúng không, nên anh cho trước khoảng khoảng 1 tiếng trước đi ha, khoảng 1 tiếng trước coi coi làm được bao nhiêu, sau đó thì mình sẽ sửa bài đó rồi kiểu là rút kinh nghiệm được từ những gì từ những bài mình anh đã cho. Năm nay vẫn là Tết nên những bài anh cho cũng tương đối nhẹ nhàng, cố gắng làm cho anh được hết. Khoảng 1 tiếng nữa anh sẽ quay lại, mình quay lại có vấn đề gì thì cứ hỏi anh hoặc hỏi Hưng nha, nhắn ở đây hoặc là anh nghĩ là nên nhắn ở đây hoặc là nhắn qua Facebook cũng được. Ok, bắt đầu làm đi ha. Có gì không đủ thì anh cho thêm thời gian thôi, cứ làm hết sức mình. Hưng, em nhắn cái tin nhắn trong chat á, để cho bạn nào mới vô thì đọc được, là kiểu là bắt đầu làm cái bài mà anh đưa trong bài giảng á.
tụi em chắc là bài 1 trước đúng không? Đáng lẽ để anh không biết, anh nghĩ lên để thứ tự nó không đúng lắm, anh nghĩ bài 1, bài 1 khó hơn hai bài sau. Anh thấy vậy thôi, còn tụi em sao anh không biết. Rồi có ai làm được bài 1 chưa? Có ai làm được bài 1 giơ tay anh xem thử. Coi sửa luôn bài đó không? Ai hết à? Có em nào làm được bài bài nào khác bài 1 chưa? Khang sao em? Alo, Khang nghe nói không? Dạ em à, Ừ, làm được bài 1 chưa em? dạ bài một em nghĩ em làm được câu A, câu B thì chưa. Chưa bài chưa đúng không? Còn mấy bài khác có làm được bài nào khác chưa? Dạ em làm được 4, 5, 6. À, được Đấy, 4, 5, 6 luôn rồi hả? em không chắc lắm mà có thể sao. Ok, giải trước câu 5 đi. Anh nghĩ chắc vậy con khoan, khoan, khoan. Tụi em chắc đang làm theo thứ tự nên chắc nên cứ giải theo thứ tự. Không sao. Câu A. Ok, em tiến được rồi. Anh nghĩ là tụi em phần lớn là cũng làm câu 1 trước. Giải trước câu 1 đi. Đợi anh xíu. Để anh xem màn hình. Câu tụi em nhắm nhắm là câu nên nên làm câu dãy số. Tại thường là anh nghĩ là câu dãy số là một chuyện thường là một chuyện câu dễ nhất. Thì anh nghĩ là nên bắt đầu giải nó trước. Kiểu là nhắm độ khoảng tiếng trở xuống nó giải là được rồi. Ok, ok. Khang ha, em thử nói coi bài này, bài một một hai trước, một hai thì nữa thôi. Dạ thì xn n cộng 1 sẽ bằng căn của xn cộng 8 trừ căn của xn cộng 3. Thì mình dùng lượng liên hợp thì nó sẽ bằng 5 phần căn của xn cộng 8 cộng căn của xn cộng 3. Ok, đúng rồi. Thì sẽ bằng 5 phần của hàng. Cái này là của một cái tụi em liên hợp, có em là chưa nghe liên hợp chưa? Ai chưa nghe liên hợp bao giờ giơ tay em coi thử. Có ai chưa nghe liên hợp bao giờ chưa? Ok, tụi em biết phương pháp này hết rồi đúng không? Phương pháp này khá là phổ biến nha. Tụi em mà nhìn thấy kiểu là A trừ căn A trừ căn B á, thì thông thường nhưng suy nghĩ trước đến là a trừ b chia cho căn a cộng căn b. Tại thông thường làm như vậy á, trong những cái bài kiểu đại số, thường những bài đại số giải tích á, mình phân bổ nó thành kiểu như vậy á sẽ dễ dễ nhìn giải hơn, thông thường dễ giải hơn. Rồi ok, tiếp đi xem. Dạ thì từ đây mình có dãy xn vuông. Ok, xin lỗi, xin lỗi. Mà xn vuông nên là cái căn của xn cộng 8 cộng căn của xn cộng 3 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn 8 cộng căn 3. Nên là mình sẽ tìm được cái chặng trên của xn luôn. Lớn hơn nhỏ hơn chứ ta, nhỏ hơn đúng Dạ đúng. không? Ừ, nhỏ hơn, nhỏ hơn căn căn 8 cộng căn 3. Ok rồi thôi. Dạ thì bây giờ mình xét cái hàm kiểu mình xét cái hàm xn cộng 1 bằng fxn thì nó sẽ là cái hàm nghịch biến. Nên mình chia nó thành hai dãy chẵn với dãy lẻ. Chứng minh nó được tiếng.
Ví Dạ dụ kiểu thì là mình kiểu là tụi em nhớ là khi làm bài á, Khánh thì chưa đủ bằng cách là bất kỳ thứ gì mà tụi em nói á, tụi em phải chứng minh hết, trừ khi là kiểu là nó là nó là kiểu định lý được được quyền cho luôn, hoặc là kiểu là tiền đề, còn lại là phải chứng minh hết ha. Ok, em tin chứng minh cái đó sai. dạ thì mình viết ra là xn cộng 1 bằng cái kia, rồi xn cộng 2 cũng sẽ bằng cái kia. Thì mình anh viết ra cho em dễ nói. Viết là gì vậy? Dạ kiểu xn cộng 1 thì sẽ bằng cái phân số, rồi xn cộng 2 cũng sẽ bằng cái phân số. Đây, được chưa? Thì bây giờ nếu mà thằng xn nó lớn hơn thằng xn cộng 1 thì từ đó mình sẽ suy ra là xn cộng 1 sẽ bé hơn xn cộng 2. Tức là nếu fxn cộng 1 lớn hơn fxn cộng 2 thì xn cộng 1 bé hơn xn cộng 2. X n cộng 1 là bằng f x n ha. Nếu 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 x n cộng x n lớn hơn x n cộng 1 đúng không? Ok thì sao? Nếu xn lớn hơn xn cộng 1 thì xn cộng 1 bé hơn xn cộng 2. Tại sao? Tại sao? Dạ thì xn lớn xn cộng 1 thì 5 phần cái căn nó sẽ lớn hơn 5 phần căn của xn cộng 1. Tại sao? Thì cái mẫu nó lớn hơn thì cái phân số nó nhỏ hơn. Yeah. Nè kiểu là anh thử thử anh khai triển ra cho em xem ha. Khai triển là cái. Đi ra là xn lớn hơn. Đúng không? Thì bây giờ là em suy ra được là từ nãy em nói á, là em suy ra được là xn cộng 1 để Dạ đâu đâu anh này, xn lớn hơn xn cộng 1 mà thì cái phân số nó sẽ bé hơn. đó, lớn hơn chứ em, x n cộng 1 thì là bằng cái phân số mà, x n cộng 1 bằng phân số thì anh suy ra vậy đúng rồi, thì sao? Giờ nếu Dạ là không, từ cái dòng xn lớn hơn xn cộng 1 thì cái 5 phần căn của xn cộng 8 cộng căn của xn cộng 3 nó sẽ bé hơn 5 phần căn của xn cộng 8 phần căn của n cộng 3. ok. Ok thì sao? Thì từ đó mình sẽ có được là cái f của thằng cái f Ok rồi. rồi. X cộng 1 bé hơn X cộng 2. Đúng rồi bé hơn. Bây giờ x là cộng 1 bé hơn x là 2 thì được Nó là hàm nghịch biến. Thì anh cho em chứ. trên. Đây fx. Dạ đúng rồi. Thì mình sẽ xét hai cái dãy chẵn với dãy lẻ. Sao nữa? Thì hai cái dãy chẵn dãy lẻ thì dựa trong tính nghịch biến sẽ có một dãy tăng một dãy mà hàm này vừa chặn trên vừa chặn dưới nên hai dãy này sẽ có cùng một cái lim, rồi mình thế cái lim nó vào mình tính sẽ ra bằng một. Nó nói rồi cái kiểu là em nói ra mệnh đề gì mà nó không phải là tiêu đề thì gọi là định lý cho sẵn thì cái nhân hết. Tại sao em biết được là nếu mà nó hàm nó thực tế này thằng là dễ tăng thằng dễ giảm? Dạ thì đầu tiên bây giờ mình sẽ so sánh x1 với x2. Thì để chúng ta em bấm máy. Dạ thì mình sẽ có là x2 nó bé hơn x1. Ta có x2 đến bé x1 đúng không? Thì sao? Từ đó suy ra là f(x2) sẽ lớn hơn khoan được x2 bé x1 thì theo ở trên kia
F2 lớn hơn F1 đúng không? Dạ. Thì chia ra là F3 lớn hơn F2. Ok, thì sao? Ồ. Cái này tại vì F1 mà bằng 2 đúng không? Thì rõ ràng là hàm lượng là cái dãy chữ lẻ sẽ là dãy giảm. Nhưng mà làm sao đây chia ra À, F3 nhỏ hơn F1? hình như em nhỉ, hình như mình phải so sánh x3 với x1 luôn. Ừ, tại sao mà có sánh F3 F1 mà? Dạ, Em so tính sánh là em tính là x3. thế thế hai lần ra vậy luôn hả? Dạ, rồi sau này so sánh x2, 4 thì nó Cũng sẽ được, ra một cũng dãy được, tăng, nhưng một mà dãy cũng được, nhưng mà em có kết quả luôn chưa, tại vì giảm. làm như vậy thì được, nhưng mà phải tính cho đúng nha. Nhiều lúc thông thường những khi mà ai đó mà khai triển nó bự như vậy á là rất là dễ sai á. Anh đã chấm bài cũng nhiều lần rồi, anh thấy rất nhiều trường hợp là từ khai triển giờ ra là sai á. Em cẩn thận nhé. Ok, rồi bây giờ tính thế F2, F2 đúng không? Thì là bằng gì? F2 bằng bằng sao? Con số F1 thì đáng gì? Dạ. Dạ không, anh khúc này em định kiểu tính tay ra cái x3 bằng bao nhiêu, rồi x1 bằng bao nhiêu luôn á. Kiểu vậy. Ok, thì em nói làm sao để chứng minh được dãy lẻ là dãy giảm, rồi dãy cũng là dãy tăng. Tính tay thì mình chỉ tính một vài trường hợp đầu thôi đúng không? Còn những trường Dạ hợp mà kiểu sau này thì sao? dạ thì mình sẽ có là x3 nó bé hơn x1, thì f(x3) sẽ lớn hơn f(x1), nó Ok. đi theo cái kiểu kia luôn không? Đúng không? Ok, hiểu rồi, hiểu. Ba bằng nhiêu em? Mấy cho X3 ta bằng nhiêu? nó bằng 1 phẩy mấy, nó bé nhất. Có ok, cái con nhìn nó bé hết một đi. Cũng lớn hết hai đúng không? Ok, thì suy ra là F của ta sẽ nhỏ hơn F của hết một. Ok. Đúng không? Đúng điểm không? Ok. Rồi em xem, rồi em nếu mà ai chưa chưa rõ rành về thực tiễn á, xem phương pháp này có thể sau này mình sử dụng được. Cái quan trọng không phải là không chỉ là giải phải hay không, quan trọng là mình học được cái gì thì cái bài là làm đi nào thì ta có dãy số lẻ giảm chẳng ta mà vậy thì chẳng nên có thế hệ. Lúc này á, nhớ điều nữa là mình chưa chắc hoàn toàn là dãy này nó chỉ là giới hạn của dãy lẻ, dãy chẵn là cùng một giới hạn, nên mình phải đặt nó là hai giới hạn khác nhau. À, mình đặt nó hai giới hạn khác nhau rồi xong rồi mới chứng minh là nó bằng nhau bằng một. À, ok đúng không? Đúng. Tụi em có thắc mắc gì về cái lời giải này không? Uf, một đứa đã thoát luôn rồi, buồn quá. Ok, coi như là nó ăn Tết, tận hưởng ngày ăn Tết cuối cùng. Ngày mai tụi em đi học lại rồi đúng không? Chắc vậy. Anh mai em cũng đi làm lại. Ok, thì cách này được đúng mình, đúng rồi, cách này thì mình khó để mình nghĩ ra được cái gì để mình phát triển tiếp để mình giải cô B, nhưng mà tới cách này để giải qua thì ok, thì em chuyển qua cách khác. Như trong từ chữ số mình cũng lâu lâu mình cũng hay thấy cái cách này nè, để kiểu để mình có cách này thì mình có thể sử dụng để kiểu là mình coi như luôn là giới hạn. Thì cái này á là giới hạn là dễ thấy đúng không? Tụi em thấy nhìn vô tụi em đoán được liền là giới hạn là bằng một. Có ai nhìn vô không đoán được giới hạn bằng một không? Anh coi như là tụi em khi mà nhìn vô tụi em sẽ đoán được giới hạn là bằng một ha. Nếu mình đoán được giới hạn là bằng một thì cách thông thường mình có thể làm giới hạn bằng một thì ta có thể chứng minh cách nào trừ một có giới hạn
không, cái này mình không cần đi ra nhưng mà kiểu là cái suy nghĩ của mình á, thì mình suy nghĩ như vậy. Thì ok, thì làm thì như vậy á, thì mình sẽ mình chứng minh cái đó thì cho này. Thì tụi em hồi nãy á là như là Khang đã biểu diễn á, thì có là x n là bằng x n cộng một là bằng liên hợp là bằng 5 chia cho căn đúng không? Bây giờ là đó mình từ một cái đi là bằng cái gì? Mình từ một đó thì là bằng cái đúng không? Này là mình trừ đi cái thằng mẫu, trừ đi thằng mẫu thì mình liên hợp thêm lần nữa, mình liên hợp mình biết rằng là một thằng nó sẽ ra là ba, sẽ ra là hai đúng không? Nó giới hạn một mình mình tách ra một thằng là ba, một thằng là hai, mình liên hợp thì mình sẽ có được cái gì? Có được một chữ n chia cho cái thằng mẫu đó, mẫu nó nhân cho gì? Mẫu nó nhân cho ba cộng cho cho xn cộng 8 đúng không? Tương tự biến động như vậy thì cái thằng kia cũng vậy luôn, tương tự. N cộng 3 2 đúng không? Từ đây tụi em nhìn ra được, có ai nhìn ra được là làm sao để mình chứng minh là nó có giới hạn là vòng một chưa? Ở đây nhìn ra chưa? Tương tác với anh chút đi. Thông thường là mình sẽ tương tác nhau nhiều thì anh thì anh giải thì không có xài kiểu dạng ánh xạ, nhưng mà anh nghĩ về cách đó cũng được. Nói chung là bài này có nhiều cách giải, thì anh chỉ cái này là cái cách mà thường á, thông thường á là kiểu là mình đưa nó về một cái dạng, thì cái dạng này là tại anh thấy là giới hạn bằng một, thì anh đưa, thì anh xét nó với dạng là x n trừ một á, thì cái mình thấy á là mình thấy được cái quy luật ở đây nè. Ở đây thì mình suy ra gì? Mình suy ra được là x n cộng một, n cộng một trừ một chia cho x n trừ một là cái bằng cái hàng tử này đúng không? Bằng tử mẫu này. Lớn sẽ bé hơn 1/2, chắc chắn bé hơn 1/2, anh không quan tâm 1/ cũng được, nhưng mà anh biết là nó bé hơn 1/2 chắc chắn này đúng không? Đúng không? Rồi bé hơn 1/2 thì sao? Trừ trừ cái này vô trừ cái này, trừ bé hơn cái trừ cái này thì sẽ lớn hơn từ 1/2 nhưng mà bé hơn không, đúng không? Bé hơn không thì sao? Thì chia ra được trừ cực tối của x n cộng một trừ một chia cho x một trừ một. Cái này thì lúc này mình bắt đầu mình ghi đã, còn x một trừ một là bằng một, x một trừ một bằng một. Thì cái này sẽ bé hơn 1/2 mũ n đúng không? Vậy suy ra là giữ cái giới hạn là một, cái này là sẽ mình nếu mà mình suy nghĩ quy nạp cái kiểu giống vậy, cái kiểu này là thông thường gặp lắm nha, là tụi em đưa nó về cái dạng ấy, giống vậy nè, đưa giống, anh không biết cái tên này là gì mà đưa nó thành dạng này, mình chặn nó rồi xong rồi mình quy nạp là mình ok. Đúng không? Anh có làm sai khúc nào không? Tại vì khi mà mình nói xét dấu âm thì cũng có thể giấu, nhưng mà khi bởi vì anh chơi giới tuyệt đối luôn, chế giới tuyệt đối thì khỏi lộn. Ok, bây giờ anh xài cái kiến thức ở trên để anh giải luôn, để anh sử dụng luôn thì sao? Ta cần chứng minh là nó lớn hơn bằng n và bé bằng n cộng một đúng không? Thì ta cần chứng minh là bây giờ là mình
sẽ không xét tổng nhưng mà xét tổng của xn trừ 1. Thì đó, mình sẽ x1 trừ 1 bằng cho x2 trừ 1 x2 trừ 1 nhỏ bằng 1 đúng rồi, nhỏ bằng 1 thì ta này cái thằng này là bằng 1 đúng không, thằng này bằng 1, thằng này bằng 1 thì để vậy luôn. Thì sao? Thì ở trên mình có ở trên là mình có là nó nhỏ hơn, yếu tố của nó nhỏ hơn 1/2 đến nào, thì kia là cái này này nó sẽ lớn hơn 1 bằng, lớn hơn luôn, lớn hơn là lớn hơn 1 trừ cho 1/2 trừ cho 1/4 từ cho 1/2 nữa là từ 1, đã mới là từ 1 đúng không? Đúng không không? Vậy là mình sẽ chứng minh được một tế. Rồi còn vế còn lại. Vế còn lại thì sao? Vế còn lại thì vế còn lại thì mình chứng minh á, bây giờ mình bỏ cái 1 đó đi, thì mình còn những thằng còn lại chứng minh là nó nhỏ bằng không. Không, mình nhắn lên nó nhỏ bằng không thì sao? Thì mình cũng làm tương tự cho luôn thì ta có trên ta có này thì có này chia ra gì thì mình đi nạp, nhưng mà bây giờ mình đi nạp nó ít là 2 trừ 1 thôi, nếu mình chỉ đi nạp ít 2 trừ 1 thì sao, nếu mình chỉ đi nạp ít 2 trừ 1 thì nó sẽ hai một hai hai một một đúng không? Đúng rồi, mình chỉ đi đặt cái thôi. Thì mình biết á, bây giờ ta có ta biết là tính được là x hai thì nó nhỏ hơn một đúng không? X hai anh không nhớ, anh không có thuộc cái là bằng cái gì, nhưng mà nó nhỏ hơn một, nó nhỏ hơn một thì nó nhỏ hơn một thì thằng này nó âm, cho đến nữ hai nhỏ hơn một, vì vậy thì ta cần chứng minh ta chia chia hai vế, chia cho chia nó cũng trên này, ta chia nó cho hai cái hai trừ một thì mình đổi dấu đúng không, mình đổi dấu thì mình đổi dấu thì mình sẽ có là 3 trừ 1 với x2 trừ 1 cộng cho cái này thì mình chia nó cho lớn bằng 0 1 cộng cho thì cũng như thế, thì mình sẽ ở đây, cũng tương tự cho chẵn luôn, thằng này mình cũng làm tương tự cho đó như chẵn, ba hai 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 một, thì nó sẽ lớn hơn, một bằng lớn hơn phần lớn hơn một trừ cho 1/2 trừ cho 1/2 đến 2 thì cho 1/2 mũi là trừ 2 đúng không? Ok để cho xong ok ha.
cái này có thể tôi anh không biết nữa, tùy tùy bạn, có bạn thì sẽ thấy cái này dễ hiểu, có bạn thì không. Có ai có thắc ai đọc không thắc mắc nào, thắc mắc thì hỏi anh liền, không nên không biết không hỏi, không biết không hỏi thì cái đó mới không mới mệt. Khang đọc hiểu không em? Đọc là dễ hiểu không? Dạ hiểu. Ok. Cái này thì nó kiểu là mình cần phải cẩn thận chút xíu về cái dấu của nó, tại vì nó có thể âm. Nhưng mà lời dạ, mình vẫn có thể làm theo phương pháp này được. Thì là ok. Rồi. Anh biết rồi, anh nghĩ chắc anh sẽ cho thêm xíu thời gian. Anh cho chắc thêm cả 2 phút để làm những câu còn lại ha. Rồi sau đó mình giải luôn câu 2, câu 3. Câu 2, câu 3 giải được một câu rồi giải được câu còn lại. Cố lên. Hoặc là có ai giải được luôn câu 2, câu 3 rồi thì nói anh, có thể anh cho giải sớm luôn.
Để xíu lên xem màn hình lại cái là giải của anh á, có gì nếu mà bạn nào muốn ghi chép lại thì screenshot nha. Thông thường là anh dạy thì mấy cái lời giải cho tụi em screenshot chút. Nãy có ai kịp, anh nghĩ là nãy chưa ai kịp ghi lại thì đó, lời giải là vậy. Cho khoảng vài chục giây rồi xong rồi mình giải bài 2 với bài 3 luôn. Ok. Đó, giải là gì? Vậy thôi. Ừ. Có gì tụi em cố gắng giải mấy cái bài mà Trung đưa á. Luyện tập chữ số. Chữ số cũng là cái mình dạy trong các tuần. Tốt lắm. Bài 2 có ai giải bài 2 chưa? Bài 2 nhìn vậy chứ không khó đâu. Có thể là mấy bài dạy số thì nó khó, mấy bài bất nhưng mà mấy bài dạy số cũng không khó lắm đâu. Ta có ai thử không? Thử Bùi Nguyễn Anh Khôi đi. Bùi Nguyễn Anh Khôi. Chưa giải được cũng không được cũng sao. Thử hướng đi của em thì sao? Em có đọc một số tài liệu, nó có một cái công thức kẹp đó. Em không biết có còn chứng minh. Công thức kẹp đó là gì? Em nói với các bạn là Dạ, F phải tăng và mình sẽ có là Fn trừ F0 bé hơn sigma của F phải n bé hơn F cộng 1 trừ cho F1. ok, lại chứ nha. Fn trừ cho F0 hay. Đó, nói tiếp. Và bé hơn sigma Bé hơn sigma của từ 1 đến n của hàm Fn. sigma từ 1 đến F n. phải n chứ F phải n. F7. Ok. Từ 1 hay từ 0? Là từ 1. Sigma của F thì sao? Bé hơn hay lớn hơn? Bé Dạ, hơn. bé hơn tí là F n cộng 1 trừ cho F1. Ok, F là từ 1 trừ F1 bé hơn. Thì sao? Thì sao? Thì nó thì tài liệu nó cái gì? Như anh hiểu với em sao là nó kẹp giữa. Ok. Nào từ F1 thế mà vậy hả? Thế sao? Dạ, ở phía sau là F là trừ 1 kẻ 1. Dạ. Ok, từ sao? Thì hình như là em hình như theo cái này thì em sẽ tính được là cái tổng n của mình nó sẽ không phải 1 cộng cho log e của n sẽ lớn hơn cái xn sẽ lớn hơn log e của n cộng 1, thì cho đêm chạy thì hai bên là nó tiến đến vô cùng, vậy thì không không có dạng của bạn. Em có cái bộ đề này có tên không? Có tên không? Anh tra thử luôn. Hình như anh viết gì thấy chưa đúng lắm. Có tên không em? Em không biết tên. Không có tên. Ok, có gì nếu mà em thấy em đánh qua cho anh, nếu mà thấy hay thì có gì anh chia sẻ cho lớp luôn. Đâu, nhưng mà anh viết trên này chưa có chính xác. Dạ. Ừ, thì nó có gì đánh qua cho anh cái bộ đề đó đúng là cái gì á. Rồi có gì nếu mà anh thấy ok thì anh share cho lớp luôn. Đây, còn cái này thử là coi như là bộ đề đó, mới mà mình biết có bộ đề mình cũng phải chứng minh bộ đề đó, nên coi như là bây giờ hiện tại chưa có đi, thì có phương án nào không? Thì cái xn nó lớn hoặc bằng tại bất thức cộng mẫu á, thì em không biết có được. Có nên thích cộng mẫu cho thử nói nghe, con nói nghe thử coi. Thì cái đó xn sẽ lớn hơn bằng là n bình chia cho
1 cộng tới n. Đúng rồi, tức là thức BCS có gì thì sao? Alo, alo. Cái chỗ này Chỗ này hồi nãy cũng có bạn hỏi anh rồi thì phút này thì tiếp không được tại vì thằng này thì nó sẽ bằng là bằng 2n chia cho là cộng 1 đúng không? Thì mình suy ra được là lớn bằng 2, nhưng mà lớn bằng 2 thì đâu đủ. Mình đang muốn chứng minh nó không có giới hạn. Không có giới hạn tức là nó không thể bị chặn. Bất kỳ giá trị lớn nào mình cũng không chặn được nó. Đúng không? Thì giờ làm sao mình có cách nào để suy nghĩ làm sao để mình không thể nào mình không 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 thể có thằng nào nó chặn được không? Ok, anh cho gợi ý thứ nhất nhé. Một phần hai gợi ý thứ nhất của anh đó. Thử suy nghĩ ra không? Có ai mà cũng nghĩ ra thì giơ tay nói luôn. Không rõ ràng lắm. Gợi ý thứ hai, hai một phần hai mũ n. Ai ra được rồi giơ tay ha. Ok, gợi ý thứ ba, 2 mũ n nhân cho 1 phần 2 mũ n là bằng 1. Ok, rồi ok. Không sao, không sao. Nói chung là bài này là bài kinh điển này. Có thể sau này tụi em không biết nữa, có thể là nếu mà tụi em muốn chứng minh tụi này có bài mà chứng minh không có giới hạn đó. Em phải lấy cái bài này làm trung gian á. Tức là mình đưa nó về cái thằng này cho mình chứng minh thằng này không có giới hạn của mình. Ok, coi anh coi là từ đây làm tiếp được không em? Alo. Alo Khang, nghe coi nghe nói không? Chưa thấy rồi. Em hiểu cái mà anh mới viết ở trên là sao? Hiểu cái cách mà anh viết ở trên ý là sao?
Ở đây em chưa thấy cái hàng cái này kiểu là cái này là cái ta làm tròn trên, anh chưa thấy cái hàng cái dấu làm tròn trên nên coi như là vậy cho dễ. Ok thì mình có K là làm tròn trên của lót của N, kiểu như là N là bằng 8 chẳng hạn, thì là K là bằng 3, là bằng 9 thì K bằng 4, đúng vậy. Thì ở đây á mình có K, mình có K vậy thì mình làm tiếp được như thế nào? Có em nào biết không? Anh nhớ hình như là anh cho bài này cho tụi lớp 10 thì có đứa giải được á. Ok. Không sao, coi như là Tết nên em còn chưa dạy. Chứ chỉ nghĩ nhiều không sao. Nhưng mà anh thấy là bài này cũng nên và nếu mà nhớ được nên thì bây giờ là cái quy tắc ở đây là gì? Quy tắc là đưa về mẫu đưa về lý thứ hai lớn nhất, lý thứ hai lớn nhất. Y cái mẫu y từ một cái mẫu thì ở đây thì mình sẽ có là một cộng một cộng hai cộng cho hai hai nhân cho một cộng bốn cộng cho bốn nhân cho một cộng tám cộng đến hai mũ k trừ một nhân cho một cộng hai k. Cái phía sau sau cái hàng hai cái ca thì mình bỏ nó đi một lần mình sau mình bỏ đi cũng được không cần thì cái này là bằng gì này nó sẽ bằng một cộng cho cộng hai nhân cho bao nhiêu ta thành không nhân cho k k cộng hai một k cộng hai. Đúng không? Vậy thì ở đây thì nếu mà nào tiến với vô cùng thì coi ở đây nào tiến với vô cùng thì ít nào tiến tới gì. Dạ vô cùng. Ừ, nó cũng nếu mà nào tiến tới vô cùng thì log của nào cũng tiến tới vô cùng. Vì vậy là vậy giải cái hạn. Thì đó. Có thắc mắc gì không? Mình có thể sử dụng kiến thức này để luôn để mình chứng minh câu 3. Khác xíu thôi. Có ai có thể sử dụng cái bài 2 này để chứng minh bài 3 không? Bài 3 thì nó có giới hạn. Nhưng mà mình sử dụng cách cũng gần như vậy, y hệt vậy cũng được luôn. Trần Minh Hiếu học đi. Trần Minh Hiếu học nghe nói Em làm được ý đầu, ý thứ hai bởi 1,5 thì em không không nghe. một phẩy năm không sao đâu, một phẩy năm có chứ không dễ đâu. Cái đó thì coi như là bài tập hành thêm thôi, ai thích làm thì làm. Giờ cho ý đầu đây, ý đầu thì sao em? Là em sẽ tìm được cái chặng trên cho 1 cộng 1 phần 2 bình, 3 bình, cái 1 phần 3 bình. Đúng rồi. Thì mình thì chắc chắn nó sẽ có chặng trên này, bây giờ em chứng minh nó có chặng trên cho đây. Em bắt đầu từ 1 phần n bình thì nó lớn hơn anh, nó bé hơn 1 phần n bình thì bé hơn 1 phần n nhân cho n trừ 1. Anh cứ quên hoài là mỗi lần anh ra bài này anh cứ quên hoài là bài là câu 3 dễ hơn câu 2. Câu 2 không làm được cách này với câu 3 thì làm được.
Ok. Còn câu 3 thì dễ hơn nhiều. Anh quên. bé hơn mà Đúng không? bé hơn Bé hơn. Ừ, bé hơn, bé hơn, bé hơn. Bé hơn. bé hơn cái đó là Rồi. n nhân n chia 1, Anh cứ cái quên là cái gì đó rồi. là 1/n - 1 trừ 1/n. Ừ. Còn mình áp dụng Ok. Thì suy ra là x mà khó cái tay vừa đi thì sẽ nó sẽ bằng gì ta? À, cộng cho một phần thì cũng nhỏ vậy thì chặn trên tăng nên có chứ hả? Nó chịu không? Tụi em cái này đơn giản, nhưng mà cái phương trình này nè, đừng quên nha, phương trình này cũng sử dụng nhiều, biết được cái đó thì sẽ có những bài nó sẽ rất là ít ít n, 1/n nhân lại trừ một là bằng 1/n - 1 trừ cho 1 n. F phẩy tăng trên t có x n, f là cộng 1 trừ 1. Ừ, cái đó thì sao? Nếu mà mình có được thông tin đó thì mình có được cái gì vậy Khôi? Là sao? Là nếu như mà mình có được cái bất phương trình đó thì sao á? Ý là mình nếu mà f phải tăng thì mình có bất phương trình đó hay sao? Phải không? Ví dụ mình có thể chứng minh được bài bài hai không có dạng của bạn, em trả lời xong. Anh chưa hiểu cái bệnh này lắm. Ý là f phẩy x tăng thì mình có một phương trình hay sao, hay là tương đương hay là gì? Có cái điều đó luôn. Là nếu mà f phẩy tăng thì mình có được cái bất phương trình đó phải không nhỉ? Ok. Ai là ai nếu mà thích nhớ cái này, anh nghĩ cái này cũng được, thì anh không có tính về phương trình hàm mà chắc là nó đúng. Thích thì chứng chứng minh nó thử, có thể nó có ích. Anh không biết, anh chưa thấy cái vấn đề này bây giờ. La răng hả? La răng thì cái cho đa thức. Đó, la răng nó có nhiều mình đỏ. Anh cũng không đỏ. Chắc vậy. Ừ, chắc vậy á. Nếu mà ai thích làm kiểu là cái đảo hàm thì sao? Đảo hàm, anh nhớ là chung hình như vậy đảo hàm, mà kiểu là thông thường theo như kinh nghiệm anh thấy á, thì mấy bài toán kia ít ít được đảo hàm. Nhưng mà nó cứ nói là một cái khuôn khuôn để mình có thể lắp lắp cái hướng đi chính, thì lâu lâu cũng có ích, mà anh ít sử dụng cái đó như trong cái chuyện nên đại học anh mới xài. Ok ok bài bài cái bonus á, ai rảnh thì giờ tôi sẽ dẫn nha, sử dụng kiến thức bài ba bài hai coi coi có ích không, rồi ai biết cái code á, code nó thử lên coi coi nó có giới hạn không. Ok. Nói về cái này xíu là cái chỉ số Cauchy của anh, em coi cái bài giảng của anh á, có ai chưa nghe chỉ số Cauchy chưa? Có ai chưa nghe chỉ số Cauchy bao giờ chưa? Hay là nghe nó chỉ số Cauchy hết rồi?
Anh đoán là tụi em có dạng cũng có nhiều người chưa nghe thì mình sẽ có cái định lý này số Cauchy, nhưng mà cái đó tùy người, có người thì sẽ coi coi như là nó là dãy đó có giới hạn luôn, nhưng mà nếu mà muốn chắc ăn á mà muốn xài dãy Cauchy á thì chứng minh lại, còn nếu không có thời gian thì thôi. Thông thường anh thấy phần lớn mọi người là vẫn chấp nhận cái mình đều dãy Cauchy, thì đó là một cách để mình chứng minh có giới hạn của hàng, anh thấy cũng rất là mạnh. Tại nhiều lúc cái dãy mình không có chứng minh được ở tay chạy trên dưới giảm chạy dưới á, thì mình thì một cách thông thường khác mình sử dụng mình sẽ nhảy cosi vậy thôi. Ai thích á chứng minh thử mấy bạn đề mình đề sáu, mình đề sáu của anh nha, cái mình đề của vậy cosi á, anh về về cho anh chứng minh cái thử cái bonus được mình đề đó. Rồi ok, bắt anh thức đi, bài bắt anh thức. Bài trong đáng lẽ anh phải để bài số 4 cuối cùng, bài số 5, để bài số 5 trước đi. Bài số 5 có ai giải được bài số 5 bên hết chưa? Có ai trong phòng giải được số 5 không? Bạn Phương, bạn Phương giải bài số 5. Dạ. Giải bài số 5 em. Dạ, em chưa có ra. Cái gì? Ok. À nó giải ra bài số 5 đi. Bài số 5 thật sự, bài số 5 mà tụi em nhìn trong 1 phút mà không giải ra thì về luyện bớt thức thêm nhé. Hồi nãy còn ai chưa kêu nữa ta? Thanh nhanh đi, thanh nhanh giải bài số 5 nha, giải nhanh bài số 5. Dạ thì cái vế trái nó lớn hoặc bằng là ABC cộng cho 3 căn 3 ABC cộng cho 3 căn 3 A bình B bình C bình cộng 1. À, là em tách nó ra Dạ, tách nó ra xong rồi xài cosi xong rồi hả? xét hàm thì chứng minh được ABC nó bé bằng 1 luôn. Ok, ừ, tách cũng được. Làm vậy cũng được luôn. Ok, cộng cho A, cộng cho B. Để em nhớ cái này nha. Thuộc cái này nó có ít lắm. Thì cái này là cái gì? Thì nó lớn hơn bằng cái gì? Nó lớn hơn ABC. Cộng cho 3. Căn bậc 3 căn bậc 3 cũng là ABC chúng tôi ABC bình cộng cho căn bậc 3 có ABC đúng không? Thì ở đây mình nếu mà mình giải phương trình mình suy ra được là ABC bé bằng 1. Có ai có cách làm đơn giản hơn không? Những cách đơn giản hơn thôi. Chỉ là giải toán á. Cái hay của nó của mình hiểu là tối giản. Khang, em có lời giải nào ngắn hơn là giải này không? Dạ thì em lấy a cộng 1 lớn bằng 2 căn a
Về Ừ, đúng cộng rồi. 1 của mình hàng trăm điểm. Đúng rồi. Chia xuống. À, một cách khác là đây là cái này nó ngắn hơn. À, lớn rồi bạn. Thì nếu mà khi mà tụi em gặp cái này á là kiểu là anh muốn là tụi em là khi mà gặp cái này á là nhìn ra được liền luôn để giải. Và cái này nó không khó. Những thứ không khó thì mình nên nên càng tốn càng ít thời gian cho nó càng tốt. Để cho mình dành thời gian cho những cái thứ mà nó khó, đúng không? Có ai ra được quả số 6 chưa? Không biết là có thể tụi em ngồi năm và số 4 mình có thể sẽ không dễ số 6, quả số 6 cũng không khó đâu. Khó hơn quả số 5 nhưng mà cũng dễ. Cứ ai cần ca ai chưa kêu cơ. Nhanh để kêu rồi. Chưa chưa kêu đổi định luật nè. Em tên là đổi định luật đúng không em? Thoải mái tuần sau những cái bạn nào mà chưa vô anh sẽ kêu những bạn đó trước đổi định luật nghe nói không luật nghe nói không buồn. Khôi, anh Khôi, anh Khôi em giải được bài 6 chưa? À, em nghĩ làm ra dạ. Em nghĩ là làm được Sao em? Mình, anh nghe không rõ. dạ được Ok, giải được bài 6. Bài 6 là AB cộng 1 tôi chia cho A với bình. Ok. Ok, dễ thôi. dạ, em làm gọn cái điều kiện chút xíu là thành là A bình cộng B bình cộng C bình cộng cho AB cộng BC cộng AC là bằng 2. Ok. Là mình sẽ có là A bình cộng B bình cộng C bình. C bằng 2, rồi Đó. Thì cái xích cái đó anh có anh nhân hai cả tử hay trên mẫu thôi. Ở trên tử có hai AB em cộng vô cộng thay cái điều kiện vô là hai AB cộng cho cho cái phía cộng trên nha. Ok. Được không? em tách ra là a cộng b tất cả bình cộng cho phân tích nhân tử cái bên còn lại là làm Bằng 1 cộng cho b cộng c với a cộng c và b cộng c với a cộng c ok để chứ cái này em muốn nói chứ à, đây cho tôi à, nó chứ là cái này nè cái thằng mẫu trên này nè là giá trị của nó giá trị của thằng đó đó rồi em có ấn thủ nha cái này là thử luôn cái kiểu nó cũng anh nghĩ nó không gì thích mà thức đẹp hay nhớ thì trong cái dạng mà đại số bằng thức á nó xuất nó cũng hay xuất hiện là AB cộng BC cộng CA đúng không cộng cho thằng C bình thì mình có được là cộng C bình rồi thì do những em mà chưa quen á thì nên nhớ cái hình thức này rồi kiểu là A cộng B tất cả bình phương là bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng cho 2AB cộng 2BC cộng 2C CA rồi A cộng B cộng C tất cả mũ 3 thì nó bằng có ai thuộc không ai thuộc nói liền cho anh luôn về a cộng b c tất cả mũ ba bằng gì ai mà đụng nhiều thì sẽ thuộc luôn á A cộng B cộng C tất cả mũ 3 trừ cho trừ cho không nó bằng cái 3A gì tách ra nó bằng gì
khoan, anh đọc lại. A cộng B cộng C tất cả mũ 3 tách ra nó thành bằng cái gì Dạ. á? Cũng đúng, cũng đúng, nhưng mà kiểu là tách luôn hoàn toàn á thì nó bằng là a mũ ba cộng b mũ ba cộng c mũ ba cộng cho sigma 3 lần sigma của a bình b. A bình b này là cho hai bên luôn á, là kiểu a bình b cộng a b bình, b bình c cộng b c bình cộng c bình a cộng c bình cộng cho 27 abc. Thuộc mấy cái đó để mình kiểu kiểu mình trong đầu mình khỏi suy nghĩ á, mình biết ra luôn. Thử hỏi nhanh tiếp vậy. Thôi ha, coi tiếp đi ha. A cộng B tất cả mũ 4 thì bằng gì? A mũ 4 cộng cho 4 A mũ 3B cộng cho 6 A mũ 2 B mũ 2 cộng cho 4 A B mũ 3 cộng B mũ 4. Ừ đúng rồi. Mấy cái đẳng thức đó, đó quán thuộc. Nó sẽ có ích, kiểu là để cho mình đỡ đỡ trong đầu mình khỏi suy nghĩ. Ok, rồi hãy tiếp. Ở đây rồi sao nữa coi. Ở đây mình sao bước cuối là làm gì nữa? Như anh ghi lộn với cái sigma của 1 phần 2 giờ dạ. Tại lúc đầu mình có a đó Đó, một à, một à. Tại em nhân hai dạ ở đầu dạ dạ thì em như cái chỗ của thầy sigma luôn là em cosi ba số vào cái với đằng sau. Ok. Ok. Anh nhớ hồi lớp 9 là anh chỉ biết đến sự tồn tại của oxy ba số á, để giải mấy cái bài thất lắm chị, anh muốn khóc. Sau này biết oxy ba số rồi mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Nhớ là sao? Ok. Bài số 4 anh cho chắc cho thêm 10 phút nữa. Bài số 4 thì không đơn giản. Từ khi mà ai đã biết code của bài này rồi thì ok xong luôn. Còn chưa biết code thì bài này không có không dễ. Cho thêm khoảng 10 phút giải đi.
Ủa, hồi nãy mà ai mới vô vậy ta? À, Vương Nhật Tính sao vô trễ vậy em? Ok. À, nãy là ai mới nói ra giờ? À, Hiếu Học đúng không? Ok, Hiếu Học. Thử nói coi phương án của em coi. Em nói thử cái phương án của em cho bài 4. Ừ, nói thử. Bài 4 là em cái con số đầu em nhân trên dưới cho A, cái hai nhân trên dưới cho B, rồi xong em dùng quotient squat. Ôi kỳ hành lý họ lấy được yeah. À, đây phải vậy. Ok rồi tự thử đó tự mình ra cái đó quát rồi Em đúng nhân không trên dưới cho A thầy, à, cho A, tức là A bình dưới là A ok nhân cho ok là sao này quotient squat thì nó lớn một bằng A cộng B cộng C tức A bình, ghi cho A căn A bình cộng 8 BC cộng B căn B bình cộng 8 CA cộng 800. sao nữa? À, tới đây thì em cần chứng minh là A cộng B cộng C tất cả bình thì lớn hơn hoặc bằng cái cụm ở dưới mẫu à. Thì lúc này em xài Boolean Ok, được rồi. Sao cookie. À, chỗ cái mẫu á, thì em sẽ viết lại là căn A nhân cho căn của A mũ 3 cộng 8 lần ABC. Cái sigma em sẽ viết là căn A. nữa nên cái gì? Nhân cho căn bậc 2 của A mũ 3 cộng 8 lần ABC. Thì em dùng Boolean cupski thì em viết nó lại là bé một bằng. Bé hơn bằng là căn bậc 2 của A cộng B cộng C rồi nhân cho A mũ 3 nhân cho cái cộng A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 cộng 24 là ABC. Rồi xíu nè, Rồi tới đây em chứng minh cái cụm căn này nó bé hơn A cộng B cộng C tất cả bình nữa là xong. Anh cần phải verify là cái này đúng rồi. Ok. Đúng không? Ai ai verify lại cho mình cái là vui nhỉ. Cái này BCS vậy đúng không? Bình thường nó lên nhân qua. Ok, coi như vậy. Không như vậy. Tao chứng minh. Thì tao chứng minh là đây là nó bé một bằng nó bé bằng LC không? Cho mình mình này thì tương đương Okay, cái này đúng. Cái này thì đúng. Có ai thấy lời giải này có vấn đề gì không? Hay là đúng, hay là lời giải này đúng không? Ok. Bài này cũng là kinh điển của Quát rồi, đúng không?
Bài này có nhiều cách. Đây, ở đây coi như là một phương cách đó. Ok. Đó. Cái khúc này, cái khúc này cũng là khúc quan trọng nè. Cái điểm mà kiểu là thông thường mình suy nghĩ bên Yakovsky á, mình hay suy nghĩ nó theo cái từ chuột chuột thuận á, là bên trái nhìn qua bên phải á, mà kiểu là không phải khi nào mình cũng nhìn ra được từ cái chiều phải qua trái, nhìn qua được cái phải qua trái nó khó hơn nhiều. Ok, tốt tốt. À, bản thân thức thường em thấy thường là bản thân thức của em rành rành hơn cái phần khác. À, vậy cũng được. À, coi như giờ mình còn hành thời gian. Thì em có ai có mà kiểu có thêm bản thân thức phổ đề bản thân thức nào á mà anh thấy cũng hay sử dụng là tụi em không biết á, muốn chia sẻ không? Nói chia sẻ cho các bạn luôn để các bạn biết. Tao muốn chia sẻ bản thân thức nào nào tụi em biết không? Không cần phải là định lý, chỉ là bộ đề mà tụi em có coi qua lâu lâu cũng có sử dụng. Anh cũng có một số bộ đề phần lớn anh làm toán, anh cũng có một số bộ đề vậy, nhưng mà phần lớn cái bộ đề của anh là của hình học thôi, là trong hình học. Bởi vì cái đến cái tuần mà dạy hình học anh chỉ cái đó, chỉ mấy cái bộ đề biết thôi. Ok, nếu không ai nói thì không sao. Giờ là mình ta riêng mình có cái thức ra mình copy ha. Mình copy là A cộng X tất cả bình cộng cho B cộng Y với cả bình. Cái copy thì thường là sử dụng là cho những cái bài toán liên quan tạo độ. Lâu lâu thì mất thức cũng có sử dụng ít hơn BTS thì A cộng A bình cộng B bình đúng không ta? A bình cộng B bình đúng không? À, không, là dấu cộng đúng rồi. Không có gì lỗi nữa. Đó là dấu cộng và dấu nhân. Tức bình cộng B bình. Nó bằng sẽ ra là A chia X bằng B chia. Ok, cái này mở rộng lên 6 số thì ra. Ai phát biểu cho anh được bến thức này cho 6 số không? Đó là ngược dấu rồi đó, đúng rồi, ngược dấu đó. Ai phát biểu được cho cái này cho bến thức này cho 6 số. Nói vô là tôi nhật tính đúng không? Tính. Tính nghe nói không? Nhật tính. À, phát biểu cho anh với hết tin cho 6 số thôi. Em biết bao nhiêu tin không em? Ừ. Các bạn cho anh thử cho 6 số anh. Nhưng mà căn cố A1 cộng A2 cộng A3 tất cả bình. B1. Là đòi đối xứng để em lo cái đối xứng để có thể viết tắt nó viết tắt là thích này thì cái bé mạnh gì.
căn của A một bình cộng B một bình. Đây, sigma đây, sigma đây. Giờ nếu mà mình bình phương nó là đúng rồi, không như là này đúng rồi. Cái này thì Minkowski cho vâng, nhớ dẫn là hệ quả của Minkowski. Nhưng mà Minkowski này là tụi em làm lên được nào số luôn. Biểu diễn cái này, biểu diễn cái này trên dạng đồ thị á, là nó là định lý tam giác á. Không, kiểu là vector AB cộng vector BC, độ dài vector AB cộng độ dài vector BC sẽ lớn hơn bằng độ dài vector CA. Thì biểu diễn này là số thì nó là cho đa thức là cạnh chịu luôn. Rồi thì giờ thử coi nếu như mà cái này cái này mình có hai cách nào để mình biểu diễn nó. Bây giờ mình giả sử là mình phúc si ha, mà anh biểu diễn nó và ba số cạnh khác vậy như vậy cũng đúng không? Như vậy thì đúng không kìa? Đúng không, đúng không, dạng này có đúng không, ai ai xem thử nói lại nhanh dạng này đúng không? Đúng luôn đúng không? Ok thì á Minkowski mình cái anh không biết cái này còn còn là dạng Minkowski không? Minkowski tiêu chuẩn là giống như hồi nãy tính nói đúng rồi đó. Nhưng mà thậm chí rồi mình nếu mà mình để dạng Minkowski dạng như vậy thì nó vẫn đúng luôn. Tại vì cái này là như tụi em nếu ai mà không không chắc cái này là Minkowski á thì mình cứ bình phương nó lên, bình phương nó lên thì nó thành cũng thành BCS à. Và cũng vậy. Thì ở đây mở rộng của Minkowski thì mình thấy anh ghi nó bốn số thì nó mình mở rộng nó lên cho sáu số cũng được luôn. Đây nữa. Còn quên hết rồi, nó ít xài hơn nhưng mà nó cũng đôi lúc nó cũng có hữu dụng. Là bánh thức holder. Bánh thức holder. Tụi em thì chắc có người nghe rồi có người chưa. Nhưng mà kiểu là tại vì anh ít em ít sử dụng cái phương pháp này quá nên anh cũng ít ít xài. Anh cũng nên anh không nói. Em mới hướng này em phát biểu nó cho nói gì có thể nó càng phổ quát càng tốt. Giờ em không có nhớ cái phát biểu tổng quát này. Em nhớ cái phát biểu ba số, tại vì cái đó hay dùng. Ok không, có ai biết phát biểu tổng quát của bánh thức holder không? Holder là dạng tổng quát hơn của bánh thức CCS. Ai biết không? Đây. Đây là dạng tổng quát. Kiểu là holder thì thường mình sử dụng cho khi bằng một cái m cho sigma của dây bằng một đây. Tới nào để a dây tất cả cứ lên trên trên nhập xíu đi nhập xíu mũ mờ cái này là chuyện tổng quát của BCS. Anh nếu mà anh nhẩm sai thì nhắc sửa là cái nha. Tại vì cũng lâu quá em không có xài con đề. Y bằng một cái mà căn bậc mà căn bậc mà các thực sự mà nói thì nếu mà holder xài khi bí quá thôi, còn nếu mà còn dư thời gian thì
chứng minh nhưng mà thì anh cũng không nhớ tính chứng minh của con nữa. Đấy. Đây là dạng tổng quát của nó thứ order. Thì cái này dạng thông thường nhất mà mình hay gặp á là A1 3 cộng cho A2 3 cho A3 3. Cho cái này là B là B B1 B2 B3. Ok. Thì nó sẽ lớn bằng gì? Hay em có thể làm được con dưa tỏi thì nó sẽ lớn bằng gì? Hai nhìn này phát biểu được không? Đây, đây là thức folder cho dạ cho dạng ba số. Thì ngoài mình có thể bỏ bỏ hàng số 3, tức là mình A1 mũ 3 cộng A2 mũ 3 là mình nhân giống như vậy, rồi mình có thể cho nó là 4 hàng rồi 5 hàng, rồi sau mình cho nó mũ 4 mũ 5 thì cũng được, đúng hết luôn. Thì quy tắc á, là công thức tổng quát nó là công thức như trên. Thì cẩn thận nếu mà tụi nó không có, nếu mà tụi nó không có đối xứng nhau, không có đúng mà không bằng nợ thì cẩn thận khúc đó đừng để bị lộ. Thì cái áp dụng của holder á là mình có thể sử dụng cái holder cho hai holder ba hai số ba ba cặp hai số ba cặp để mình giải ra số 4. Khang thử giải ra số 4 bằng holder coi. Thì Để ví dụ số đó rồi giải cho bạn. mình gọi cái biểu thức vế trái là A, thì mình sẽ lấy A bình. A bình ra. Dạ không, gọi cái biểu thức, nguyên cái biểu thức vế trái là chữ A lớn đó. Rồi lấy A lớn bình phương Nó lại. chỉ cần nói cái khúc holder thôi, nó khúc holder là đủ rồi, là đủ để ra rồi em. Là mình holder cặp nào á? Lấy a căn của a bình cộng 8 bc nhân cho nó, nhân cho chính nó, rồi nhân cho a mũ 3 cộng 8 abc. Em holder nguyên cái phân số, em holder nguyên cái phân số. Phân số, phân số là sao ta? Lấy a phần căn của a bình cộng 8bc nhân cho a phần căn của a bình cộng 8bc À nhân cho a mũ 3 cộng 8 abc. ok, mình tắt cái đó cũng được. Nên cho gì? Nhân cho a mũ 3 cộng 8 abc, không không có căn. Thằng này là cái gì? Thằng này là bằng thằng này là bằng A ba đúng không? Được không? Nhà thì không được, thì ý là mình lấy cái vế trái rồi xong mình cứ nhân từng hàng như vậy, nó sẽ lớn bằng a cộng b cộng c mũ 3. Anh hiểu gì không ạ?
Nhưng mà tới tới đây là sao nữa? À, thôi em đọc cho anh cái cách trình bày của em. Để anh cái gì? Ý là giờ anh viết lại cái đề, Thôi thôi mẹ, thôi cái thôi vết mẹ, trang. coi như là vậy, đọc quá. Anh đợi xíu đây, anh nhớ, anh có nhớ cái folder một tiếng để anh thuộc lại cái, anh cần phải thuộc lại hết đấy, giờ không thuộc cái chế lắm. Tự nhiên hồi hồi mới chiều anh nghe em giải nó xong thì quên mất rồi giải. Ok, đi bỏ qua đi, mình cũng đang nhầm luôn cái này là cũng thích xe xe à, nói không thích cái Honda thì cứ coi như là nó giống là BCS mà cứ nó mở rộng lên, thì cứ hiểu là mình có thể mở rộng nó lên theo mà mũ mờ dành là cặp thích sơ ấy. Thì y cho a chữ t anh cho mình nói gì luôn cho anh y cho b chữ a b chữ t cộng cho tên y nên cho c chữ a c chữ b thì sẽ lớn bằng không, hay là sẽ lớn không thì cái này á mình sẽ cho mình có thể chứng, thì tụi em có thể về Google, nếu mà ai thích thì tự chứng minh, còn không thì hãy Google là giải. Nhưng mà cái trường hợp này là trường hợp tổng quát, thì á cái này nó sẽ có nhiều công dụng. Thì ví dụ mà trường hợp là y bằng không, thường sử dụng nhất á là ba trường hợp là y bằng không một và hai. Nhưng mà cái này bất kỳ giá trị nào của y, thậm chí giá trị thực với là giá trị hữu tỷ là cũng được hết luôn. Nhưng mà thường sử dụng nhất là y bằng một, y bằng không bằng một, y bằng hai. Y bằng không thì mình có được là a bình cộng b bình cộng c bình lớn bằng ab cộng c bình ca, rồi cái đó là ai cũng biết rồi. Trong trường hợp y bằng một á, y bằng một thì mình có gì, y bằng một thì mình có cái gì, y bằng một thì mình sẽ có bốn thức này là a mũ ba cộng b mũ ba cộng c mũ ba do ba abc thì sẽ lớn hơn bằng sigma của a bình b, a bình b cộng cho a b sigma của ba, ok đó. Không, mỗi bên có giá trị nhớ kiểu kiểu cộng cho nó, thông thường là dấu bằng phía ra là khi mà a bằng b c thì nhớ phải cân bằng hệ số, tại vì nếu mà tụi em sử dụng công thức mà khi mà dấu bằng phía ra mà nó không có đúng á thì làm gì sẽ ra sai. Ví dụ như ở trên á, và số 4 ở trên á, và khi mà mình có được là ví dụ là mình có là a nhân cho cái này là a nhân cho căn của a bình cộng 8 bc á, và tụi em xài cosine, cái phải á, để nó nhỏ bằng a bình cộng cho a bình cộng 8 bc á, thì nó sai, tại vì dấu bằng không đi ra đó. Anh ví dụ như vậy thì nhớ kiểm tra cẩn thận để đảm bảo dấu bằng đi ra nha. Đó thì anh chỉ thêm hai bánh này, ba cái bánh nó rộng này. Nếu mà tụi em không có thắc mắc gì thì tuần đầu tiên đơn giản gì đây, anh thấy tương đối nhẹ, coi như là pass, khỏi có bài tập về nhà. Mấy cái giải giải cái mấy bài bonus one cộng với lại cái bài mấy cái đề bài piano mà Trung đưa thấy là đủ rồi, ok ha. Tụi em off rồi đó, rồi có gì tuần sau mình sẽ học số học trình tự của Trung là đại số số học mà tổ hợp hình học luôn, thì anh cũng đi trình tự vô luôn. Nói chung anh sẽ đi trình tự giống Trung á. Từ này không có bài tập hình nhạc nhưng mà cố gắng giải nó cái bài dãy số, anh chắc chắn dãy số thì có sử dụng sẽ có sử dụng. Ok, tuần sau mình sẽ đi số học, anh sẽ đưa bài giảng số học sau. Rồi.